Dạ, chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quán Thái Tường, quán mì vịt tiềm ở nhà anh Dũng này. Anh Dũng là chồng của chị chủ quán. Hiện tại anh Dũng đang là photographer luôn. Mình chạy qua chiếc hai cho anh Dũng, xong sẵn đi ăn luôn, mới từ Đông Hải đổ về. Đây, sóc và mẹ Vi đang ngồi bên này. Làm lát review nha. Mới vừa kêu mì tiềm với lại gã. Đây là một phần gà ếch trong một cái em không biết gọi là cái gì nữa, nó giống giống như con chim cút các bạn, nhỏ xíu đó. Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Rồi, cảm ơn anh Dũng. Ủa, à là cái này riêng nữa anh, em tưởng là trong đây luôn rồi. Cái này là mì vịt tiềm. À, mì vịt tiềm, mì vịt tiềm chiên giòn, xong rồi sẽ chiên cái một lớp da ngoài cho giòn. Dạ, tìm chiên giòn các bạn, đặc biệt nha. Còn này là mới tô mì thôi. Ồ, tô mì không mà đã nhiều như vậy rồi. Cái này chắc là ăn là no banh xác luôn. Sóc thì ăn gà ác với mẹ. Gà ác có cái mùi thốt. Này, ăn cho bổ bé bầu. Xử rồi, hết chịu nổi rồi.